xưa tình ca mâu ni Phật. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa an tọa cùng đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 22 tháng 7 năm Kỷ Hợi, cũng là ngày thứ tư của khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ sáu tại chùa Giác Ngộ. Vào sáng hôm nay, đạo tràng chùa Giác Ngộ chúng con hân hoan chào đón vị giảng sư nổi tiếng khắp mọi miền đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu, trụ trì tu viện chuyên tu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính bạch Thượng tọa, toàn thể giới tử, hôm nay chúng con đang lắng động tâm tư, một lòng ngưỡng cầu giáo pháp của Đức Thế Tôn, hướng về pháp tòa cuối mong Thượng tọa vì chúng con mà truyền trao diệu pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị hành giả xuất gia gieo duyên cùng các Phật tử. Xin chúc quý vị có những ngày an lạc và thành tựu được sở nguyện của mình trong thời gian tu tập tại khóa tu. Ai bảo đi tu là khổ mà. Ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh cũng oai chứ ha. Mấy đứa con có thường sờ đầu mình không? Thấy lạ lạ. Hồi xưa lúc thầy mới vô chùa cạo đầu, thầy thích, rất là thích sờ cái đầu mình. Tại vì hồi nào giờ nó có tóc á, cái mình sờ cái thấy nó nhám nhám, nó ngộ ngộ, nó lạ lạ mà nó cũng hơi đã ngứa một chút, nó sờ hoài à. Nhưng mà có một cái nỗi khổ, tại vì ba mươi mấy năm trước đó là ngủ phải ngủ mùng, cho nên là chui vô mùng á là tâm lý là mình phải chui vô cho lẹ. Nhưng mà khi có tóc á là mình chui vô nó lọt. Tới khi cạo đầu cái tóc nó phúng phúng ra gì, nó nhám nhám, nó chui nó không lọt, nó dướng cái mùng té bật ngửa, trời ơi u một cục. Bị hoài. Mình phải đi vô cho lẹ chứ mình không mà là mũi nó vô. Cho nên là mình hí cái mình chui vô cái là nó dướng nguyên cái đầu của mình, là tóc thấy chứ nó phúng lên là nó cứng lắm. Cái tóc mà nó ngắn như thế là nó sẽ cứng. Thì nó dướng mà hồi đó ngủ bằng cái mùng mà giải xà bay á. Mấy đứa con biết loại đó không? Mấy ông này biết cái gì? Sanh sao đẻ muộn đâu có biết. Mấy cái người mà chịu khó chịu khổ sao 75 đó không phải mùng lưới đâu. Cái giải mà giải xà bay, cái loại giải đó nó đại khái là giải mỏng chứ không phải là giải lưới, nhưng mà nó người ta có thể để làm lược dừa được đó. Nó không phải giải tan. Thì cái mùng màu trắng chứ không lẽ mùng màu đỏ. Trời ơi, ông này còn giải thích mùng màu trắng nữa. Đó là cái kỷ niệm mà thầy nhớ đời nha. Té bật ngửa ra đó, tại vì mình chui vô cho lẹ mà, chui vô cái đơn đó là mình không chui cái đầu vô. Trời, nó dướng bật ra, vừa đau cái đầu mà vừa đau cái lưng nữa. Cái đó là kỷ niệm một thời đau khổ. Nhưng mà cạo cái đầu xong cái tự nhiên mình thấy giống như mình sắp được thành Phật. Mấy đứa con có cảm giác đó không? Mình biết là mình sẽ đi một đoạn đường xa lắm mới tới cái chỗ quả vị Phật. Nhưng mà mình
phấn đấu để có nhân duyên được xuất gia. Thì sau khi thế phát xong là mình tự nhiên trong lòng mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc lắm, sướng lắm. Giờ biểu mình chết mình cũng chịu nữa. Cái cảm giác của mình nó như vậy đó, tức là mình mãn nguyện cái hạnh phúc đó. Khi mà mình mới vừa được thấy pháp, mới vừa được cạo tóc. Cho nên ai cũng biết được xuất gia là một điều hy hữu vô cùng, phước báo lớn. Mà đặc biệt được xuất gia mà tu tập đúng chánh pháp thì nó lại càng tốt hơn. Mình nhìn những bạn đồng tu của mình mà mình thấy có người cũng được thấy pháp, cũng được xuất gia, nhưng mà mình không dám suy nghĩ nhiều, chứ thấy thương quá, không biết tu kiểu gì, hành kiểu gì, thấy thê thảm. Không có một cái tôn chỉ rõ ràng, không có một cái đường hướng cụ thể. Rồi cứ ông sư phụ thì theo truyền thống, ông làm gì thì ông đệ tử làm nấy. Nhiều khi ông sư phụ ông dán vàng mã, ông bán cho người ta đốt, người ta cúng thớt thì ông đệ tử cũng làm theo. Ông sư phụ đi cúng đám ma thì ông đệ tử cũng xách chuông mỏ theo đi đám ma. Nói, ông sư phụ làm gì đệ tử làm nấy. Cái đó cũng là cái nghiệp thôi. Bao nhiêu trụ xứ, bao nhiêu phạm sát mà mình không đến mình xuất gia tu tập với lại các bậc tôn túc, các bậc cao minh, mà mình đến nơi đó thì có nghĩa rằng cái nghiệp của mình với cái vị sư phụ đó nó có qua lại với nhau. Cho nên được xuất gia tu học đúng chánh pháp là gieo trồng được công đức vô lượng vô biên. Ở trong giới đàn tăng đó thì giới kinh ghi rất là rõ ràng, công đức xuất gia một ngày bằng tu tại gia một năm. Ở đây không phải là chúng ta phân biệt để chúng ta tự nâng mình lên thành một cái đẳng cấp khác, nhưng mà để thấy được rằng chúng ta dám mạnh dạn xếp lại tất cả những niềm vui, những nhu cầu thiết yếu của một con người bình thường trong cái cuộc sống này, không phải ai cũng có thể làm được. Các con thấy đó, rất là nhiều người muốn xuất gia gieo duyên, nhưng mà họ không có giải quyết dứt được cái chuyện riêng của họ. Họ có đăng ký nhưng mà họ cũng không đến đây, phải không? Để thấy được rằng chúng ta là những con túng mã, thì những con túng mã có thể bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu hèn. Mình không phải là mình ngẩng cao đầu gì, không phải là mình phải làm cái gì đó là ghê gớm cho bản thân mình, nhưng mà mình phải cảm nhận một điều rằng mình đang có phước báo, và trách nhiệm của chúng ta là phải nuôi lớn cái phước báo đó nữa. Giống như là trong Phẩm Phổ Môn đã nói, phước bất đường quy. Đức Phật dạy mình như thế. Thực tiễn thì không phải ai cũng được xuất gia, cho nên Đức Phật mới trợ duyên cho tất cả chúng ta phát tâm xuất gia có thời hạn, gọi là đoạn kỳ xuất gia. Nói cho nó sang, cho nó chảnh vậy đó, đoạn kỳ xuất gia. Chu cái miệng cho tròn, đoạn kỳ xuất gia. Dịch ra là xuất gia gieo duyên. Đoạn kỳ tức là thời gian ngắn, đoạn là ngắn, kỳ là cái thời hạn. Đoạn kỳ xuất gia tức là mình xuất gia có thời hạn. Thì dịch ra đó là xuất gia gieo duyên. Thì tối thiểu nhất là bao lâu? Tối thiểu nhất là bao lâu? Đúng rồi, tối thiểu nhất là 24 tiếng đồng hồ một ngày dưới hình thức tu bát quan trang. Mẹ đứa con cũng khá rồi đấy chứ hả? Đó là cái hình thức đoạn kỳ xuất gia. Phải nói Đức Thế Tôn hết sức là từ bi, cho nên mở ra một phương tiện trợ duyên cho những người Phật tử bận biểu, những người Phật tử mà muốn gieo một cái nhân xuất gia tu tập. Thì
cái việc mà chúng ta sống tốt hơn, chúng ta cải thiện cái dòng suy nghĩ của mình, cải thiện hành vi, cải thiện lời nói. Cho nên chúng ta phát tâm tu tập miên mật ở những cái khóa tu đoạn kỳ xuất gia như thế này là một cái điều rất là cần thiết trong cái cuộc sống. Có lẽ bây giờ thì các con chưa có suy nghĩ nhiều đâu, nhưng mà tới cái ngày cuối cùng đó, chuẩn bị xả giới đó, mình cảm thấy tiếc lắm. Vì cuộc sống mà chúng ta phải xả giới, chúng ta quay trở lại với đời thường của mình. Nhưng mình ước gì mà được sống cái nếp sống này, được sống một cái đời phạm hạnh, một cái đời sống mà thanh tịnh. Chúng ta không có cần phải bon chen, không cần phải hơn thua, không cần phải hiềm khích giận hờn ai. Mặc dù mình biết hết chứ, mình biết cảm nhận. Thí dụ như mình ngồi kế cái nồi canh chua, mình cũng biết nó chua. Tức là ngồi kế cái ông đạo bạn, mồ hôi của ông hơi nặng đó. Chúng ta vẫn còn có xúc giác, vẫn còn có cảm nhận. Hoặc là ngồi kế một cái cô mà cái tập khí của cổ là cổ nhiều chuyện, cứ dòm ngó người này dòm ngó người kia, cứ nói chuyện này cứ bàn chuyện nọ, làm cho mình cũng bực mình. Nhưng mà bình thường là mình cự lại á. Nhưng hôm nay xuất gia giao duyên cũng cần thiết. Vì sao? Vì ngồi tụng kinh cái đầu run rên rồi, không có cần thiết chuyện gì nữa hết á. Mình cứ ngồi mình sờ cái đầu là mình cảm thấy không có còn cái chuyện gì để cho chúng ta phải bận lòng. Cái đầu nó trọc lóc rồi còn cái gì nữa mà bận lòng. Cái đầu mình không còn một sợi tóc mà mình hơn thua làm gì, thị phi làm gì, phải trái làm gì, đúng sai làm gì, ai đúng ai sai, thực ra cũng đều là trần tâm vọng khởi. Tại vì mình gắn liền với ngã chấp, với quan điểm cá nhân của mình, thì mình bị cản trở bởi cái quan điểm cá nhân của mình, bị chướng ngại bởi cái suy nghĩ, cái tư duy và cái kiến thức, thậm chí chính bởi cái nhận thức của chúng ta nữa kìa. Mình chưa đạt tới trình độ cao, tu mà không thấy mình tu, nhưng mà ít nhất mình cũng thấy mình đang được xuất gia giao duyên, đang được khoác trên mình một cái chiếc y, chiếc áo giải thoát nha. Mình đang được cạo đầu, tức là mình đã giải thoát được những cái phiền não rồi, ít nhất là mình giải thoát được cái lược. Mấy cô đứng ở trước gương chải đầu thôi, chải tóc thôi, nhúng qua nhúng lại, lượn tới lượn lui, rồi phát hiện ra tóc bạc, rồi bắt đầu phải cho thêm màu này màu kia màu nọ. Bữa nay khỏi có màu gì hết đấy con ơi. Thì còn cái gì nữa? Công đức nó phát sinh từ cái chỗ đó, từ cái chỗ mình buông xuống được. Những cái đó bình thường chúng ta không buông được đó. Nó chạm tới mình không cãi lại. Mình có học mà, mình người tương đối có giáo dục tốt, cho nên chúng ta không cãi lại, nhưng mà mình không vui. Trong lòng mình cảm thấy không thoải mái. Nhưng hôm nay tóc trần thế đã trả lại cho trần thế rồi thì phiền não không là gì đâu em à. Xá gì một ánh mắt không hài lòng, xá gì một cái cử chỉ của người đó nó xúc chạm tới cái quyền lợi của mình, hoặc là cái danh dự của mình, không có là cái gì hết. Cho nên được phát tâm tu học nghiêm túc ở những khóa tu này, đó là một cái quyết định đúng đắn. Thầy ủng hộ việc làm của tất cả các vị. Có một số vị nói bày đặt xuất gia thì xuất gia, bày đặt xuất gia giao duyên, giỏi xuất gia luôn đi. Không lẽ mình trề môi, tôi muốn lắm nhưng mà tại tôi chưa đủ điều kiện. Cái chuyện đó bình thường phải không? Mấy đứa con nghĩ phải không? Ai mà không muốn xuất gia luôn? Mình rất là muốn xuất gia luôn, nhưng mà tại điều kiện của mình chưa có cho phép, cho nên mình len lén mình xuất gia giao duyên, không thương tình, không trợ duyên, bày đặt núng chề chê mình. Vậy chứ Đức Phật dạy chúng ta tu Bát Quan Trai Giới là gì? Có phải là giới thiệu cho chúng ta cái nếp sống xuất gia không?
dạy cho chúng ta tập với cái nếp sống xuất gia, và chúng ta gieo một cái nhân xuất gia cho tương lai. Khuyến khích người ta xuất gia thì nên khuyến khích. Không khuyến khích người ta được thì đừng có chê. Nhưng mà chúng ta phải cân nhắc trong vấn đề trách nhiệm của mình, nhất là khi chúng ta là trụ cột của gia đình. Thầy nói cái này mấy cô chắc là phải hiểu. Còn cái nhiều nhóc nhỏ xíu gì dục đó đi xuất gia tu thành gì? Thành Phật không biết có thành không, nhưng mà trước mắt là thành một cái người lạnh lùng quá, chối bỏ trách nhiệm, nói hơi thẳng thắn tức là tàn nhẫn với lại trẻ thơ. Cái đó không nên. Có một số các anh chị mà có gia đình kinh tế cũng tương đối ổn định thì lại có cái chí hướng xuất gia, nhưng mà con cái còn nhỏ đó, thì thầy cũng công tâm thầy khuyên thôi. Thầy nói con à, nuôi con cái cho nó lớn đi, cho nó trưởng thành đi, xuất gia lúc nào cũng được. Bây giờ mình tu tại gia, thân tại gia, nhưng mà tâm mình là tâm xuất gia, giữ giới giống như các thầy, tụng kinh bái sám giống như các thầy, ăn uống sinh hoạt giống các thầy, thì mai mốt mình xuất gia nó không có bỡ ngỡ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình xuất gia mà cái trách nhiệm của mình nó chưa được tròn đầy đó, chưa được viên mãn, thì có thể nó sẽ tạo ra một số những cái dư luận không tốt đối với là những cái người khắt khe, thì tội nghiệp họ, không khéo rồi họ bị cái tội phỉ báng Tam Bảo, rồi họ cản trở người xuất gia, họ dè biểu như người xuất gia thì không nên. Tại vì mình không có tạo thêm cái nhân duyên cho họ suy nghĩ không tốt về người xuất gia. Cái đó thầy không có cản mấy người đó xuất gia, nhưng mà thầy khuyên là nên làm xong cái trách nhiệm rồi hãy xuất gia. Có một số người thì nóng lòng rồi nôn ruột đi xuất gia, thì cái này ít số ít thôi. Xuất gia là mình ép mình đi xuất gia, tại vì thích quá, lý tưởng quá. Rồi khi đâm đầu vô xuất gia cái nó dội ngược bởi những điều ngoài suy nghĩ. Đâu phải lúc nào cũng ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh đâu. Người xuất gia đâu phải chỉ làm một cái chuyện đó, làm rất là nhiều chuyện. Thì lúc đó lại đứng trước ngã ba đường, tới cũng không được, lùi cũng không xong. Tiếp tục xuất gia thì lại không kham nổi, nhưng mà quay trở về thì sĩ diện. Cái đó rất là khó xử. Cho nên đợi cho tới nhân duyên chín mùi. Cái đó là điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Cho nên thật sự hôm nay đó, nhận lời đi đến đây thầy rất là vui, rất là hoan hỷ. Mà thầy tới đây sớm lắm quý vị, 7 giờ là thầy có mặt ở đây rồi. Lý do là ghi lịch lộn. Tức là ban tổ chức mời 9 giờ mà không hiểu sao thầy ghi từ 7 giờ rưỡi tới 9 giờ. Cho nên 7 giờ này tới đây. Tới đây cái nghe ban tổ chức chuẩn bị thỉnh thường tòa trụ trì lên giảng. Cho nên giận quá, nằm ở ngoài xe chiếc chùa ngủ một giấc. Khi mà chúng ta tham gia những cái khóa tu gieo duyên ngắn hạn như thế này đó, thì ít nhiều gì chúng ta cải tạo được cái phước và cái đức của mình, và công đức của chúng ta được dung bồi thành tựu. Trước nhất chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta có thể xa lìa được ba đường ác. Một khi mà đã xuất gia, cái nhân xuất gia nó sẽ đưa đến cái quả đó là chúng ta xa lìa được ba đường ác. Và thậm chí chúng ta có thể tái sinh tới những cảnh giới tốt đẹp hơn, đó là cảnh giới chư thiên, hoặc là những cảnh giới cao hơn,
Nếu như cái năng lực tu tập của chúng ta tùy theo thiền định sâu cạn mà chúng ta có thể sanh tới những cái cảnh giới chư thiên nó cao hơn. Thưa với lại quý vị, trong Kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm 40 tập 3 đó, thì có chép lại một cái câu chuyện như thế này. Tức là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sửa lại pháp phục của mình ở Bình Bát, đi vào thành Tỳ Xá Ly khất thực. Thì lúc bấy giờ trong thành Tỳ Xá Ly có một đại trưởng giả tên là Tỳ La Tiên, hoặc có nơi chép là Tỳ La Tiên Na. Ông ta rất là giàu có, nhiều tài sản không thể tính kể. Nhưng mà Tỳ La Tiên Na này rất là keo kiệt, tham lam, chẳng bao giờ có cái tâm để bố thí. Ông ta hưởng cái phước cũ của mình mà không có tạo thêm phước mới. Thì lúc mà Đức Phật đi khất thực tới đó đó, là nhằm cái lúc ông ta đang đàn ca sướng hát vui chơi với lại các nữ nhân ở trong cái biệt viện của ông. Ông không màng tới cái chuyện ở bên ngoài, những người đau khổ, và cũng không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề vô thường nó chi phối cái cuộc sống của ông. Thì Đức Thế Tôn biết mọi chuyện nhưng mà vẫn hỏi tôn giả A Nan là: này A Nan, ta nghe tiếng hát sướng kỹ nhạc là ở nơi nào vậy? Thì tôn giả A Nan mới trả lời bạch Đức Thế Tôn: đó là nhà của trưởng giả Tỳ La Tiên Na. Thì Đức Phật mới bảo rằng: A Nan có biết không, trưởng giả Tỳ La Tiên Na này sau 7 ngày sẽ chết, và sau khi chết ông ta sanh vào trong cảnh giới địa ngục thế khóc, tức là địa ngục mà chỉ có khóc thôi, thế khóc tức là khóc, đó là cái từ Hán Việt. Đức Phật mới giải thích là vì sao như thế, là bởi vì trưởng giả nếu là người đoạn căn lành thì lúc mạng chung thì đều sanh vào cảnh giới của địa ngục thế khóc. Tức là cái người mà cắt đứt đi cái thiện căn của mình, và ông trưởng giả này là cái người đang làm những cái việc cắt đứt thiện căn của mình. Nay trưởng giả này phước cũ đã hết rồi mà không chịu tạo phước mới. Thì nghe như thế thì tôn giả A Nan mới bạch với lại Đức Phật rằng là: kính bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên nào mà có thể làm cho trưởng giả này sau 7 ngày không chết? Tôn giả A Nan hỏi một câu hỏi rất là khó, trong khi Đức Thế Tôn đã chỉ dạy rất là rõ ràng là ông này 7 ngày sau là chết. Với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật biết được tất cả mọi chuyện. Vậy mà tôn giả A Nan vẫn hỏi: làm cách nào, có cái cách nào mà sau 7 ngày ông này không chết? Thì Đức Phật mới bảo với tôn giả A Nan là: chẳng có nhân duyên nào mà làm cho ông ta không chết được. Những việc mà ông ta đã gieo trồng ngày xưa, hôm nay đã hết rồi. Điều này không thể tránh khỏi. Thì nghe Đức Phật quả quyết như thế, tôn giả A Nan lại còn níu kéo thêm, thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, có cách nào khiến cho trưởng giả này không sanh vào địa ngục thế khóc không? Không cứu sống được thì bây giờ phải cứu chết, mà sau khi chết thì sanh vào cảnh giới địa ngục thì tối tâm
đau khổ, cứ khóc ngày khóc đêm thê thảm quá. Cho nên Tôn giả A Nan động lòng thương xót. Đức Thế Tôn mới đáp rằng: Này A Nan, có một cách này có thể khiến cho trưởng giả không thác sanh vào địa ngục sau khi chết. Thì Tôn giả A Nan mới bạch Đức Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, bởi nhân duyên nào mà khiến cho trưởng giả không bị thác sanh vào cảnh giới địa ngục, xin Đức Thế Tôn thương xót chỉ bài. Thì ngay lúc đó Tôn giả A Nan mới nói rằng: Nếu như trưởng giả này chịu cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thì có thể khỏi được tội này. Thì một lát nữa thầy sẽ kể tình tiết cái câu chuyện này nó chi tiết hơn, và có những điều mà Đức Phật dạy nó cụ thể hơn. Thì đại khái, đại ý của cái câu chuyện này nó là như thế. Thì chúng ta thấy đối với lại cái bài pháp thoại này, Đức Phật đã trợ duyên cho trưởng giả Tỳ La Tiên từ một cái chỗ lo làm ăn, hưởng thụ dục lạc, chỉ lo hưởng phước cũ mà không tạo thêm phước mới. Sau 7 ngày nữa chết, phước báo cạn kiệt, thác sanh vào những cảnh giới đau khổ, đó là cảnh giới địa ngục. Nhưng mà nhờ cái công đức xuất gia cuối đời mà được sanh về cõi trời. Thì trong kinh ghi rằng trong cái ngày xuất gia cuối đời ấy, trưởng giả Tỳ La Tiên được Tôn giả A Nan dạy tu 10 pháp quán niệm. 10 pháp quán niệm này còn gọi là thập niệm. Tôn giả A Nan dạy rất là kỹ cho Tỳ La Tiên luôn nhớ và tu hành, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Thôi Dứt, niệm Hơi Thở, niệm Thân và niệm Tử. Và khi ông ta thực tập 10 pháp quán niệm này thì ông được một cái quả lớn, đó là được cái vị cam lộ từ pháp lạc. Thì trưởng giả Tỳ La Tiên chỉ xuất gia tu tập được một ngày, chỉ có một ngày thôi. Nhờ cái công đức tu tập xuất gia một ngày đó mà thực tập 10 pháp quán niệm này, sau khi chết không có sanh vào cảnh giới địa ngục thế khóc, mà được sanh lên cõi trời tứ thiên vương. Thế thì mới biết được cái công đức xuất gia tu hành không thể nghĩ bàn, phước báo vô lượng. Cho nên dù bận rộn đến mấy, thầy nghĩ rằng là các con nên sắp xếp thời gian ít nhất mỗi năm một lần cần phải xuất gia gieo duyên, tham dự những cái khóa tu như thế này và thực tập những cái pháp quán niệm, để trong đời sống hàng ngày của chúng ta, tự thân mình có thể vun bồi được cái công đức. Tỳ La Tiên chỉ xuất gia có một ngày, sau lời chỉ dạy khai thị của Đức Phật và hướng dẫn của Tôn giả A Nan mà ông ta tu tập đạt được cái kết quả như thế. Quý vị ở đây tu bao lâu? 7 ngày phải không? 7 ngày là hơn Tỳ La Tiên rồi đó. Ngon lành hơn rồi đó. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn còn nhớ, không biết ở nhà giờ ổng có cơm ăn chưa. Thấy trời mưa thì suy nghĩ theo kiểu trời mưa, thấy trời nắng thì chúng ta lo toan theo kiểu trời nắng, đủ chuyện hết. Cho nên đối với lại mấy bạn nào mà chưa có gia đình, chưa có vướng bận gì hết, xuất gia giao duyên sẽ là cái bước đệm để tiến tới xuất gia luôn.
chứ còn các vị mà nửa đời hương phấn rồi đó, nó lỡ làng rồi, bây giờ là ráng lắm là mới đi xuất gia giao duyên thôi, chứ về vì trách nhiệm chúng ta chưa thể xuất gia vĩnh viễn được. Thì các bạn nào mà chưa có lập gia đình, chưa có bị buộc ràng bởi những cái chuyện đông chuyện tây, bởi những cái chuyện mà nhi nữ thường tình đó, đó. Cái đó gọi là tử triền thê phượt đó, tức là con buộc vợ trói đó, thì chúng ta nên lập hạnh xuất gia. Bây giờ chúng ta có thể đi làm, mình nuôi cha nuôi mẹ, mình lo cho cha mẹ, nhưng mà chúng ta cứ nuôi cái chí xuất gia đi. Chắc chắn các con sẽ được xuất gia, bởi vì công đức xuất gia tu tập rất là lớn, nhưng với điều kiện phải tu cho nghiêm túc à, tu cho ngon lành á. Nói theo cái kiểu nhà chùa là tu gắt cụ kiệu đó, chứ đừng có tu mà lơ tơ mơ, tu kỷ niệm, tu le rai đó là không có được. Kiểu đó là kỳ cục lắm. Thầy nhớ hồi nhỏ ở xóm thầy cũng có chùa, không, xóm thầy không có chùa, xóm thầy có nhà thờ. Tại thầy ở xóm đạo, phải đi qua cái xóm khác mới có chùa. Thì thầy nhớ hồi nhỏ thầy đi vô chùa là chủ yếu là đi phá chùa thôi. Đi vô đó là kiếm xôi, kiếm chè, kiếm trái cây ăn thôi. Rồi cũng bày đặt thắp cây nhang, rồi xá xá, rồi cuốc ba cuốc để mình ăn cho đỡ có tội. Tự mình suy nghĩ vậy, rồi con nít trong xóm mà nó xúi với nhau, nó nói với nhau, nó biểu nhau, ê mày thắp nhang rồi mày xin trái cây ăn mày để khỏi tội. Mấy đứa con có làm đó không? Chắc không đâu, giờ thì văn minh hơn rồi. Thầy nói chuyện cách đây 40 năm rồi. Cái thời đó nó còn khó khăn, nó còn gian khổ lắm. Thì cái đó cũng là một cái nét văn hóa nho nhỏ. Mình không có ngang ngược. Mình ăn trái cây thì mình cũng phải kính Phật, nhưng mình không biết Phật là gì hết á, không biết. Thì thầy thấy các chùa hồi xưa rất là cực khổ, mấy thầy phải đi làm ruộng làm rẫy, mà không có đông các thầy đâu, một chùa chỉ có mấy thầy thôi. Rồi không những làm ruộng làm rẫy đó, còn đi đám ma, đi đám ma nữa. Mà không hiểu tại sao hồi nhỏ thầy rất sợ ma, mà hãy nghe đám ma cái chạy tới coi. Con nít gì đâu mà nhiều chuyện thế ớn. Đám ma cũng chạy đi coi, đám cưới cũng chạy đi coi. Thầy nhớ có một lần, cái đám ma, cái ông đó ở trong xóm thầy, ổng bị bệnh, ổng nằm chỗ lâu rồi ổng mới chết. Mà ổng nằm riết cái ổng co cái chân lại, rồi làm sao bỏ ổng vô cái hòm được. Rồi cái mấy cái anh đó bắt đầu cái mới nắng cái chân ổng lại, cái mới đè ra. Thì có một cái anh đó, ảnh giữ hai cái chân ổng đè xuống. Thì khi đè xuống thì cái gân nó giãn ra, thì nó rút lại, thì cái người ổng bật dậy. Thì cái xác ổng bật dậy, cái hai cái tay ổng ôm cái cổ cái ông kia. Trời ơi, cái ông đóng lớn mà ổng bò càng bò lết, ổng sợ quá. Tại vì khi đè cái chân xuống thì tự nhiên cái lưng nó bật dậy, cái người nó bật dậy, cái tay nó còn dịu á, quật tới ôm cái cổ, cầu cái cổ ổng. Thầy đứng ở ngoài cửa sổ ngà leo cửa sổ coi. Con nít gì mà nhiều chuyện thấy ghê thiệt. Mà cả cái xóm thầy như con nít nào cũng nhiều chuyện hết á. Cái xóm đó nó có truyền thống vậy hay sao? Thì cái ông thầy á, ông thầy chùa mà đi tụng kinh á, ông tới ông gỡ ra rồi ông thầy còn nhớ đó. Ông mới nói bây giờ đi mua rượu trắng á, rồi bóp vô trong cái gân đó một chút cho nó nóng lên, rồi nó mới mềm, nó mới giãn ra được. Thầy nhớ hoài cái cảnh đó. Cho nên tới gần mấy ông thầy cũng sợ đám ma. Tại vì mấy ông đi đám ma rồi sợ ma âm binh theo ổng, rồi mình tới mình lạng quạng rồi âm binh nó hốt mình, cho nên cũng sợ mấy ông thầy, không có gần. Mà cộng thêm mấy thầy cái thời đó lạnh lùng ghê lắm, không có thân thiện. Giống như thầy chủ trì ở đây nói cái cười.
mấy thầy nó lạnh lùng lắm, khó khăn do cái cuộc sống quý vị. Đâu có ai đi cúng, đi bái, đi phụ gì, cuộc sống ai cũng khó khăn. Cho nên phẩm vật họ đem đi cúng dường cũng rất là hạn chế. Chính vì vậy các thầy phải tự lo lấy cái kinh tế của nhà chùa, tức là phải tự túc, có khi phải làm tương làm chao đi bán, rồi làm ruộng làm rẫy tự sống. Không có tiếp xúc các thầy một cách dễ dàng, cho nên mình không có được cái phước để tiếp cận với giáo lý của Đạo Phật. Mấy đứa con bây giờ xin lỗi, ẩn tài ra, bấm một cái thôi là có kinh có pháp rồi, tuyển lựa ca sĩ tức là chọn thầy nào cũng được, thích thầy nào chọn thầy đó. Trời ơi, sướng quá, tu vậy còn đổi gì nữa. Chúng ta có điều kiện để tiếp cận với chánh pháp là một cái phước mai. Cái này ở trong kinh gọi là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, tức là mình sanh ra ở đâu nhưng mà cái nơi mà mình sanh ra đó nó rất là quan trọng, nó là trung tâm của một quốc gia, có ánh sáng của Phật pháp, có sự giao lưu của các nền văn hóa. Đó là cái phước của mình. Bây giờ thí dụ như mình sanh tới một cái nơi mà biên giới mà chưa có điện, rồi làm gì mình có chuyện mình đi chùa, mình tụng kinh, mình lễ Phật rồi này kia cái nọ, sao mình có điều kiện nữa. Đầu tắt mặt tối mà đi làm đó, đi lên cao nguyên đi, trồng tiêu với trồng điều đó, rồi cuộc đời của mình nó tiêu điều luôn. Có đâu mà đi chùa, đi lễ Phật, làm sao có thời gian nữa. Cũng có chùa ở xứ đó nhưng mà mình không có tâm trí nào nữa hết. Hoặc giả là mình có chùa nhưng mà cũng không có ai hướng dẫn mình, cũng không ai dạy dỗ tận tình, cũng không ai chăm sóc cho chúng ta. Nó mấy đứa con tới đây mới xuất gia gieo duyên thôi, mình thấy mình rất là có phước. Từ bữa ăn, từ giấc ngủ, từ cái cách lại, từ cái cách ngồi thiền, từ cách bái sám, đều có người hướng dẫn ân cần trong từng thời khóa một. Nội buổi sáng không nghe hai thầy giảng, mà nghe ban tổ chức nói là mời sao không đó. Cái này thầy không có tự nhận mình, không có nổ, mà nghe ban tổ chức nói vậy có nghĩa rằng là rất ưu ái và rất đặc biệt quan tâm tới cái khóa tu này. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta đang được tưới tẩm bởi tình thương và cái sự ươm mầm tuệ giác của các vị tôn túc, đặc biệt đó là thượng tọa trụ trì cùng với lại chư tôn đức trong ban tổ chức, thì cái này không phải ai cũng có. Thì để rõ hơn về cái công đức xuất gia, thầy xin phép được đọc một vài đoạn trong cái bài kinh công đức xuất gia cho quý vị nghe. Kinh này, bộ kinh này được trích ra từ ở trong Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tân Tu Tạng. Tôi nghe như thế này. Một thời Đức Phật ở tại Tỳ Xá Ly, đến giờ thọ trai Đức Phật vào thành khất thực. Bây giờ trong thành Tỳ Xá Ly có một Lê Sa tên là Tỳ La Tiễn Na. Lê Sa tức là một cái vị trưởng giả đó, một cái người giàu có. Tỳ La Tiễn Na là tên tiếng Phạn, Trung Quốc mới dịch là Dũng Quân. Tỳ La Tiễn Na có phước báo như trời và các tiên nữ đồng nô đùa. Dương tử này và các thể nữ ở trên lầu vua chơi, đắm đuối trong sắc dục. Khi ấy Đức Thế Tôn dùng nhất thiết trí, nghe được âm thanh ấy, mới bảo A Nan rằng: ta biết người này tham đắm dục lạc,
sau 7 ngày nữa thì mạng chung. Như vậy anh ta sẽ xa lìa hạnh phúc bên người thân, nhất định phải chết. Này A Nan, nếu người này không bỏ dục lạc, không xuất gia, thì khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục. Lúc bấy giờ dâng lời chỉ dạy của Đức Phật, muốn lợi ích cho dương tử này nên tôn giả A Nan đi đến nhà của anh ta. Khi nghe tin A Nan đến ở bên ngoài, dương tử liền đi ra nghênh đón với lòng tôn kính, thỉnh A Nan vào nhà an tọa. Tôn giả A Nan vừa an tọa thì dương tử khởi tâm cung kính thưa với tôn giả A Nan rằng: quý thầy, người bạn tốt đã đến đây, hôm nay thật là đúng lúc tôi gặp được tôn giả, hết sức là vui mừng. Nếu tôn giả hoan hỷ có thể dạy bảo cho tôi về giáo pháp của Phật, giúp tôi được an lạc. Dương tử thưa thỉnh như vậy đúng 3 lần. Tôn giả A Nan muốn dương tử được nhiều lợi ích nên im lặng không nói. Khi ấy dương tử lại thưa rằng: Tỳ na A Mâu Ni đại tiên, lợi ích cho tất cả chúng sanh, có hiềm hận gì mà mặc nhiên không nói? Không thấy nói gì đến lần thứ 3, thầy là người giữ Phật pháp lợi ích cho thế gian. Khi ấy tôn giả A Nan đau buồn mà nói rằng: hãy lắng nghe đây, sau 7 ngày nữa anh sẽ chết. Nếu anh ở trong ngũ dục mà không giác ngộ, không xuất gia, thì mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục. Phật là bậc nhất thiết trí, chánh ngữ, chánh thuyết đã nói về anh như thế. Dưới như ngọn lửa thiêu đốt mọi vật, thải điều không sai. Anh nên suy nghĩ cho kỹ điều này. Sau khi nghe tôn giả A Nan nói như vậy, dương tử quá lo sợ, buồn rầu, sầu muộn, không vui vẻ mà thưa rằng: theo lời chỉ dạy của ngài thì tôi phải xuất gia, nhưng tôi muốn hưởng thụ tất cả những khoái lạc thêm 6 ngày nữa. Đến ngày thứ 7, tôi sẽ giả từ người thân, quyết định đi xuất gia. Quỷ này nó còn tiếc. Gặp mình nó xin lỗi chứ, mình lo mà chạy cho lẹ, để tu tập để mình tự cứu được mình tự giải thoát. Đúng là nó đam mê gì mà nó mê quá là mê vậy không biết nữa. Cái đam mê này thật ra nó là bản năng của con người. Do chúng ta thiếu ánh sáng của tuệ giác mà chúng ta bị vướng vào đam mê. Có một số những người cha, những người mẹ phàn nàn nhờ thầy nói giúp với con cái họ. Con cái họ khi nhỏ rất là ngoan, nhưng mà lớn lên bắt đầu nó có bạn trai, nó có bạn gái, nó có suy nghĩ khác. Hồi trước là chỉ đi học xong rồi về nhà, chỉ có biết cha, biết mẹ thôi. Còn bây giờ bắt đầu có bạn rồi, nó đi tới nửa đêm. Đi nửa đêm mới về. Về rồi chào một cái rồi đi ngủ, rồi sáng mai lại cái đi làm xong cái tối đi chơi. Cứ vậy hoài thì nó trời, nó đam mê. Nó thiếu tuệ giác. Nó không có tỉnh táo giống như mình. Và cái suy nghĩ của nó là cái suy nghĩ của cái người đang đắm chìm ở trong dục lạc. Thì cái anh Tỳ La Tiễn Na này cũng giống như thế. Tôn giả A Nan tới cảnh báo, đây là lời của Đức Phật, là của bậc nhất thiết trí, nói rồi 7 ngày chết, vậy mà còn mặc cả cho tôi chơi 7 ngày nữa, 6 ngày nữa. Ngày thứ 7 rồi tôi tu. Thiệt, hết phương, chỉ có con quỷ này thôi. Nhưng mà tôn giả A Nan hài lòng, tức là bằng lòng với lại cái năng nỉ của Tỳ La Tiễn Na: cho tôi được hưởng thụ khoái lạc thêm 6 ngày nữa đi, ngày thứ 7 tôi nhất định sẽ giả từ người thân đi xuất gia. Vậy mà tôn giả A Nan hài lòng. Đến ngày thứ 7, Tỳ La Tiễn Na sợ sanh tử cho nên đến cầu Phật xuất gia. Đức Phật liền đồng ý. Qua một ngày một đêm, Tỳ La Tiễn Na tu trì tịnh giới, thực hành 10 phép tịnh quán, rồi sau đó mạng chung. Sau khi hỏa thiêu hương khói xong, tôn giả A Nan cùng họ hàng
của Tiễn Na đến bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo Tỳ La Tiễn Na ấy nay đã mạng chung, thần thức sanh về đâu? Đức Thế Tôn là bậc thầy của chư thiên, thầy của nhân loại, bậc nhất thiết trí, dùng đại phạm âm vang dội hơn cả tiếng trống sấm, hơn cả âm thanh vi diệu của các loại chim ca lăng tần già. Ngài đem 8 loại âm thanh mà bảo với A Nan rằng: Này A Nan, tỳ kheo Tỳ La Tiễn Na ấy sợ chết, sinh vào địa ngục khổ, nên đã xả dục xuất gia. Xả dục xuất gia tức là bỏ đi những cái dục lạc, những cái ham muốn ở thế gian. Trong một ngày đêm trì tịnh giới, rồi bỏ cõi đời này, sinh về cõi trời Tứ Thiên Dương. Làm con của Tỳ Sa Môn Thiên Dương ở phương Bắc, tâm phóng túng, thọ ngũ dục khoái lạc, tham thọ ngũ dục với các thể nữ, cùng chung vui chơi, thọ 500 tuổi. Khi Tiễn Na hết 500 tuổi, mạng chung sinh về cõi trời 33, làm con Đế Thích, hưởng thụ đầy đủ ngũ dục, vui sướng nhất cõi trời. Tiễn Na cùng thể nữ đẹp trên trời, tuổi thọ kéo dài 1000 tuổi, tận số sinh về Diệm Thiên, làm Dương Tử Diệm Thiên, tự phóng túng, thọ hưởng sắc thanh hương dị xúc trên trời, tâm khoái lạc, thọ 2000 tuổi trên trời, mạng chung sanh về cung trời Đâu Xuất làm Dương Tử. Tâm thoải mái thọ ngũ dục, khi mắt thấy tướng dục, tâm tự nhàm chán, thường nói pháp ngữ, trí tuệ giải thoát, ở trong cõi trời tuổi thọ hơn hết, mãn 4000 tuổi mạng chung sinh lên cõi trời tự tại, làm con của Thiên Dương, hưởng thọ hưởng đủ các loại ngũ dục khoái lạc, ở trong các thể nữ ứng hóa kéo dài 8000 tuổi thọ. Hết 8000 tuổi, mạng chung sanh về cõi trời tha hóa tự tại, làm con của Thiên Dương. Cõi trời thứ 6 này dục lạc trong đó 5 tầng trời phía dưới không thể so sánh, sinh vào trong đó rồi, trong những cái vui, thọ cái vui tối diệu. Khi thọ dục lạc ở đó, tâm quá say mê, hưởng đầy đủ dục lạc thắng diệu, thọ một dạng 6000 tuổi. Thọ lạc như vậy, qua lại 7 lần trong 6 cõi trời dục, Tỳ La Tiễn Na này do một ngày một đêm xuất gia, nên mãn 20 kiếp không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thường sinh thiên, thọ phước tự nhiên, trong loài người kiếp cuối cùng sinh vào nhà giàu có sung sướng, tài sản phong phú, chân bảo đầy nhà. Khi tuổi tráng niên đã qua, các căn đau yếu lo sợ hòa hoạn, sinh lão bệnh tử, nên Tiễn Na nhàm chán ở đời, xuất gia cạo bỏ râu tóc, thân khoác pháp phục, siêng tu, tinh tấn, giữ 4 quay nghi, thường hành chánh niệm, quán ngũ âm, khổ, không, vô ngã, hiểu pháp nhân duyên, thành Bích Chi Phật, hiệu là Tỳ Lưu Đế. Lúc ấy, Ngài phóng hào quang lớn, có nhiều chư thiên nhân loại sinh thiện căn và giúp các loài chúng sanh trong 3 thừa được giải thoát. Khi nghe Đức Phật nói như vậy, Tôn giả A Nan chắp tay mà bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu có người độ người xuất gia, người ấy xuất gia gánh vác mọi việc thì được bao nhiêu phước đức? Nếu lại có người hủy phá chuyện người khác xuất gia thì tội báo gì? Xin thỉnh Thế Tôn chỉ bảo cho con được tường tận. Phải nói mình cảm ơn Tôn giả A Nan vô cùng bởi những câu hỏi xuất sắc như thế này. Ở đây có 2 nội dung chính trong cái câu hỏi này. Một là nói về phước đức của cái người khuyến khích và ủng hộ chúng ta xuất gia, và thứ hai, tội báo của cái người ngăn cản chúng ta xuất gia. Thì khi mấy đứa con phát tâm xuất gia, gieo duyên đăng ký ở đây, đâu phải đơn giản là một mình quyết định. Có khi chúng ta cũng hỏi ý kiến người thân mình, nhất là chúng ta chưa có cái
cái sự quyết định độc lập, chúng ta còn lệ thuộc. Thì có khi người thân mình đồng tình ủng hộ, nhưng mà có khi cũng cản trở, nêu lý do này, nêu lý do nọ. Còn mấy đứa con xuất gia có xin ý kiến người ấy không? Có à? Mấy cái cục mắm đó dẹp nó đi cho rồi, lo mà tu hành. Đó, ngồi trong này vỗ tay, không biết ngoài cổng chùa có mấy đứa đang đứng chờ đây kìa. Anh ơi, anh hỡi, nó đứng ở ngoài nó rên rỉ, sao Phật độ anh mà Phật không độ em? Mấy đứa con phải khôn khéo là rủ nó đi xuất gia giao duyên, tu cho nghiêm túc, tu cho đàng hoàng. Đó. Nhưng mà chắc mấy đứa con còn nhũ dục lạc, cho nên là chưa dám rủ nó xuất gia giao duyên, lỡ nó xuất gia luôn rồi sao? Cũng lo chứ hả? À? Thầy xin phép đọc tiếp cái đoạn này hay lắm. Đức Phật mới bảo rằng: Này A Nan, nếu ông có sống đủ 100 tuổi để hỏi ta việc này thì ta cũng lấy trí tuệ vô tận vì ông nói rộng theo đúng 100 năm trừ giờ ăn uống. Người này công đức không thể nói hết, họ hằng sinh thiên hay trong loài người thường làm quốc vương, thọ hưởng hạnh phúc nhân thiên. Nếu họ giúp người xuất gia vào trong pháp sa môn này vì chuyện giúp đỡ cuộc sống xuất gia đó, thì họ dù ở trong sinh tử cũng hưởng khoái lạc. Dù ta có đủ 100 tuổi để nói công đức người đó cũng không hết được. Như vậy, A Nan nên biết, ông có mãn 100 tuổi kéo dài tuổi thọ để hỏi ta, ta còn sống đến khi niết bàn, nói công đức này không bao giờ hết. Thì qua đoạn kinh văn này chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật đã khẳng định cái người mà giúp đỡ, ủng hộ, khuyến khích, bảo trợ cho người khác xuất gia giao duyên và bản thân cái người đó tu xuất gia, tu tập thì công đức cũng không thể nghĩ lường được, cũng không được, không thể tính kể. Cho dù Đức Phật nói Đức Phật sống 100 tuổi cho đến Niết Bàn trừ giờ ăn uống ra cũng không nói hết được cái công đức này. Cho nên chúng ta phát tâm xuất gia mà chúng ta chưa có điều kiện để tu tập luôn, thì xuất gia gieo duyên là một cái định hướng chung cho Phật tử tại gia. Hãy nghĩ rằng hình thức này cần phải mở rộng và nhiều chùa nên tổ chức như thế này. Nhưng mà thưa với lại quý vị, ở Việt Nam chúng ta đó, hình thức này chưa có được mở rộng. Cái mô hình tu tập này vẫn còn có một vài ý kiến trái chiều. Ở trong đó có những vị tôn túc lớn cũng chưa có đồng tình. Các ngài cho rằng cái truyền thống đoạn kỳ xuất gia là của hệ thống Phật giáo Theravada, tức là của nguyên thủy Phật giáo của Nam Tông, chứ còn Bắc Tông là không có làm cái này. Xuất gia là xuất gia luôn rồi, chứ không có xuất gia thử, không có tu thử. Tu là tu luôn rồi, không có tu thử. Các ngài khó như thế đó, cho nên một số chùa cũng chưa dám mạnh dạn để tổ chức. Thì chùa Giác Ngộ này là tiên phong. Không bớt vỗ tay đi, vỗ hoài. Cô là vỗ mồi á. Thành ra thầy thấy là chùa Giác Ngộ này là thượng tọa trụ trì là hết sức là nỗ lực
để vì lợi ích của chúng Phật tử tại gia mà đi tiên phong để làm cái hình thức này. Ngay cả Diện Viên Tu thầy cũng chưa làm được. Thầy chỉ làm được ở tại Hàn Quốc thôi, cho các du học sinh, cho các bạn lao động, cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động, sinh sống tại Hàn Quốc, xuất gia gieo duyên. Nhưng mà không có thời gian dài 7 ngày, tại vì không có điều kiện, chỉ có 3 ngày thôi. Thời khóa tu tập cũng gắt gao, tương đối giống như ở đây. Nhưng mà sau một thời gian thầy làm 2 kỳ thì đã có 4 người về Diện Viên Tu xuất gia luôn. Thì điều đó có nghĩa rằng là chúng ta vỗ hoài à. Điều đó chúng ta có thể khẳng định rằng là xuất gia là cái mơ ước của mình, là cái nguyện vọng của mình. Mình rất là ước ao được sống cái nếp sống này. Thì trong muôn trùng những cái buộc ràng của cuộc sống, chúng ta chưa có tiện để xuất gia luôn thôi. Nhưng mà các em ở Hàn Quốc á, khi nó xin xuất gia luôn đó, tham gia xuất gia giao duyên xong không xả giới. Có một số em xả giới mà khóc. Tức là tự nhiên nó phải từ bỏ cái nếp sống bình yên đó, nó khóc. Nhưng mà vì gia đình, nó vẫn phải đi làm đồng, lao động, vẫn phải đi làm theo hợp đồng. Còn những em mà xin được về xuất gia luôn đó, thầy hỏi thì các em nó nói rằng con nghĩ không có gì để mà phải vướng bận ở cuộc đời này nữa. Thứ nhất, đi làm kiếm tiền thì làm cho có nhiều đi chăng nữa, cuộc sống con cũng vẫn phải chịu chi phối già bệnh chết. Và trước mắt các em nó kể cho thầy nghe là có những người bạn mà cùng lao động bên đó là nó chết ngay trước mắt, bị tai nạn ngay trước mặt mình. Do chưa có giỏi, chỉ cần chậm một giây thôi là có thể tai nạn xảy ra. Máy móc thời công nghệ mà làm cho mình thương tật vĩnh viễn. Và có người chết. Nó chứng kiến những cái chết của đồng nghiệp, của đồng hương và những nỗi buồn của người con xa xứ. Cho nên cảm thấy rằng cuộc đời này mọi thứ đều là giả tạm. Xa quê hương, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ lắm. Nhưng mà nếu quay trở về rồi có bền lược không? Có bền chắc được không? Cũng sẽ phải xa cách. Nếu mình không xa người thân thì người thân cũng sẽ bỏ mình đi xa, bởi vô thường. Cho nên các em đã suy nghĩ chín chắn như vậy, xin thầy về tu luôn, xuất gia gieo duyên. Nó chỉ là một cái bước đệm để được an trú tu tập trong cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia. Nhưng mà để nỗ lực tu tập trở thành một cái người mà xuất gia luôn đó, là các con phải biết chúng ta còn nhiều gian nan, còn nhiều cái phát nguyện, phát tâm nữa để thực hành, chứ không phải đơn giản. Bởi vì đời tu sĩ không phải lúc nào cũng ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh thoải mái vậy đâu. Có khi phải lao vào tất cả những công việc mà người đời người ta nhìn mình khắt khe lắm. Mình mang ra dép đẹp cái họ cũng liếc. Ăn trái nho Mỹ họ cũng dòm ngó. Trời Phật thánh thần ơi, không lẽ mình tu mình ăn muối ớt hoài? Mình cũng là con người thôi. Nhưng mà cái chữ tu đó, nó ép lên mình, nó đè lên cái đầu mình. Và mọi người nhìn mình với nhiều cái suy nghĩ của họ. Có khi họ kính Đức Phật quá, họ tôn trọng đời sống xuất gia quá, cho nên họ bắt buộc mình phải thế này thế kia, giống như là cái nếp suy nghĩ của họ.
Có một bà Phật tử tới kể cho thầy nghe. Bà quy y cái chùa ở gần nhà, nhưng bà không đi chùa đó nữa. Lý do là mấy sư cô đó là mang găng tay, sợ đen. Thầy nói bà tào lao quá. Sao bà biết mấy sư cô mang găng tay sợ đen? Không phải sợ đen mà là nóng quá người ta mang găng tay. Thầy không biết có phải vậy không? Thì thầy nói cái bà nó, ủa vậy hả? Chứ không phải mấy cô sợ đen hả? Con thấy tu hành mà còn sợ đen. Hồi xưa Đức Phật đi ngoài nắng nó có đen không? Thầy nói bà đừng có đem Đức Phật ra bà so sánh. Mình lấy Đức Phật làm cái gương để mình tiến trên cái đường tu tập của mình. Chứ mà mình bắt mà mình bằng với Phật là đâu có được. Đừng có đòi hỏi nhiều quá. Mấy sư cô bà nghĩ như là con mình, là em mình, là cháu mình đi. Bà phải thương chứ. Lẽ ra bà phải mua găng tay bà tới bà cho mấy sư cô nữa kìa. Đúng là sư cô đi dỗ mồi. Không thương người tu. Người tu phải thương chứ. Rồi đó. Bà ngồi hơi. Bà nói vậy hả? Nhưng mà cũng không được. Con thấy mấy sư cô á, cắt móng tay còn dũa móng tay. Trời ơi, mình mới thấy là Phật tử có nhiều người để ý dòm ngó người xuất gia dễ sợ. Cho nên mấy đứa con có ý định xuất gia là phải lường trước mấy cái trường hợp này. Mấy cô đó, con còn thấy mấy cô dũa móng tay. Thầy đấy bà mới kỳ cục. Ai cắt móng tay mà không dũa? Bởi vì không dũa thì móng tay nó bén quá rồi, gãi rồi nó xước da hết rồi làm sao? Rồi rách da rách thịt hết rồi. Trời ơi, tu hành mặt mày cũng phải láng chứ, không lẽ tu thời gian cái thành chung vô diệm. Kể một cái câu chuyện như vậy để quý vị thấy được rằng Phật tử mà càng thương các thầy, càng để ý các thầy thì họ càng đòi hỏi các thầy. Nhưng mà có một số Phật tử rất là văn minh, người ta suy nghĩ thoáng hơn, người ta thông cảm. Ta thông cảm với các thầy, các cô vì người ta hiểu đơn giản, con mình thì nó ngủ trên mặt trời mà mọc lên 8 sào nó chưa thức, trong khi mấy thầy mấy cô 3-4 giờ là thức dậy rồi. Đó. Ngày nào cũng như ngày nãy, không có chủ nhật, không có ngày lễ, cũng tụng bao nhiêu kinh, ăn bao nhiêu cơm, vui không dám cười, buồn không dám khóc, ai rủ đâu cũng không dám đi, sợ. Sợ chứ, nó quán chai sát gần giác ngộ rồi rủ không dám đi. Sợ nó chụp hình rồi nó quăng lên Facebook. Khổ ghê lắm chứ bây giờ. Có nhiều Phật tử thì có cái suy nghĩ thoáng hơn, thương mến các thầy nhưng mà rất là thông cảm. Thật tình đó là những cái người mà gọi là thiện hữu tri thức để ủng hộ, để giúp đỡ và để khuyến tấn cho chúng ta tu hành. Còn có nhiều người khắc khe ghê gớm lắm. Quý vị chưa biết đâu, thầy đi dự một vài cái lễ bổ nhiệm trụ trì ở vùng xa, vùng sâu, ở trên Tây Nguyên đó, mấy cô mà học trò thầy đó đi lên đó lãnh chùa, khổ ghê lắm. Nước mắt trăng cơm, mấy bà Phật tử vô ăn hiếp ghê gớm lắm, la sùm, tôi biểu sao cô không làm. Trời ơi Phật ơi, ghê vậy. Tại vì bà là sáng lập chùa đó, người có công trong chùa. Còn sư cô là mới tới thì sư cô cũng nhỏ tuổi bằng con bả thôi. Không biết nói qua nói lại gì, tôi biểu sao cô không làm. Ở đâu phải nghe theo ở đó. Đó, quý vị thấy đi trụ trì thấy khổ không? Thôi cái chuyện đó tính sao đi. Nhưng mà được xuất gia là phước rồi, là thích rồi. Thầy xin phép được đọc cái đoạn tiếp đây. Đoạn này rất đặc biệt. Đức Phật lại bảo tôn giả A Nan rằng: nếu lại có người phá hoại chuyện người khác xuất gia thì người đó bị cướp mất kho tàng vô tận thiện tài phước báo và hủy hoại nhân 37 trợ bồ đề niết bàn. Nếu có ý muốn phá hoại nhân duyên xuất gia phải khéo quán sát chuyện như vậy. Vì sao? Vì tội báo đó sẽ đọa địa ngục, thường bị mù mắt, thọ khổ cùng cực. Nếu làm xuất sinh
khi sinh ra cũng bị mù mắt bẩm sinh. Nếu sinh trong ngạ quỷ, sinh ra cũng bị mù bẩm sinh. Đó, không phải sanh vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh là được yên thân đâu, cũng bị mù, ngạ quỷ mù, súc sanh mù. Làm chúng sanh ở cảnh giới đó mà còn bị mù nữa, quý vị thấy khổ không? Cái đó là khổ khổ đó. Cái khổ này nó chồng lên cái khổ khác. Đó là cái quả báo mà cản người khác xuất gia, phá hoại người khác xuất gia, nhất là mấy con mắm lão đảo trong chùa mà muốn hốt mấy ông thầy đó. Mấy cái con ma đang già đó, nó lượng lờ mà muốn vớt mấy ông thầy trẻ trẻ hot boy đó, là mấy cái con mắm này nó mắc quả báo sau này sanh vào những cảnh giới địa ngục ngoại quỷ súc sanh mà còn bị mù bẩm sinh. Quý vị nói ngạ quỷ đã đói đã khát đã khổ rồi còn bị mù bẩm sinh nữa là thôi chết đi. Bây giờ chết đâu được. Nếu chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nở hành thân. Khổ lắm, sanh ra làm súc sanh mà cũng bị mù. Chúng ta thấy có những cái con thú đó, con gà, con vịt, con chó, con mèo, con heo rồi nó mới sanh ra nó cũng bị mù. Là mình nhìn nó là mình biết ngay. Nó đó. Nếu sanh làm người, ở trong bụng mẹ thọ thai cũng bị mù. Này A Nan, nếu ông có sống 100 tuổi thường hỏi nghĩa đó, còn ta có đủ 100 tuổi lấy trí tuệ vô tận giải thích tội báo cũng không thể hết được. Người ấy ở trong tứ đạo sinh ra thường bị mù mắt, ta cũng không biết được người này bao giờ, đến bao giờ mới giải thoát được. Tại vì sao? Vì do phá hủy người xuất gia đã thành tựu vô lượng vô biên công đức. Do phá thiện duyên ngăn cản người xuất gia như vậy nên thọ vô lượng tội báo. Nếu họ ở trong kính trí tuệ thanh tịnh này thì giúp họ được thiện pháp giải thoát vậy. Nếu thấy người xuất gia tu trì tịnh giới hướng đến chỗ giải thoát, phá công việc xuất gia của người ấy, làm việc ngăn cản có nhân duyên đó sinh ra bị mù, không thấy niết bàn là do hủy hoại người khác xuất gia. Như quán vô minh cho đến 12 nhân duyên sẽ được giải thoát. Do phá người xuất gia, hủy hoại con mắt trí huệ của họ, nên mắt trí huệ của mình bị che mờ, từ đời này qua đời khác sanh ra bị mù mắt, không thấy tam giới là do ngăn cản người xuất gia vậy. Người xuất gia đã thấy ngũ ấm, 20 ngã kiến, nhân gian, chánh đạo, mà cái nhân phá xuất gia như là hủy hoại chánh kiến, do đó sanh ra thường bị mù mắt, không thấy chánh đạo. Người xuất gia đã thấy tất cả pháp tu thiền, pháp trú xứ, đã thấy pháp thân thanh tịnh chư Phật, mà phá chuyện người khác xuất gia, nên sinh ra bị mù mắt, không thể trông thấy pháp thân Phật. Do người xuất gia đã đầy đủ tướng mạo sa môn, hạt giống phước điền Phật đạo và giữ gìn giới thanh tịnh, nên nguyên nhân phá người xuất gia thì ở trong thiện pháp bị đoạn tất cả hy vọng. Do tội duyên phá hủy người xuất gia, đời đời thường buồn mắt, người xuất gia đã khéo quan sát tất cả thân tâm điều khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh mà phá người xuất gia ấy, làm việc ngăn cản thì như phá con mắt của người đó. Phá con mắt ấy thì mình không thấy được tứ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát chánh đạo và đường đến cung thành niết bàn. Do tội duyên như vậy sinh ra thường bị mù mắt, cho đến không thất không, vô tướng, vô tác, thanh tịnh. Thiện pháp hướng đến cung thành niết bàn. Người có trí tuệ là biết người xuất gia sẽ thành tựu thiện pháp như thế, không nên phá hoại nhân duyên thiện pháp đó, như vậy sẽ không bị tội. Ai phá hủy chuyện người khác xuất gia
là Sa Môn chánh kiến thì mãi mãi không thấy cung thành Niết Bàn, sanh ra thường bị mù mắt. Nếu có người nào trong một cõi khác xuất gia tu trì tịnh giới hơn 100 kiếp, lại có người khác ở trong cõi Diêm Phù Đề xuất gia trì giới một ngày một đêm, dù khoảnh khắc thì được 16 phần, còn người xuất gia trì giới kia chỉ bằng 1 phần 16 người xuất gia ở Diêm Phù Đề. Người nào điên đảo, hành dâm, chị em nữ không phải chỗ hành dâm, bị chống cự rồi sinh ra căm ghét, thì tội báo đó không thể tính hết. Nếu lại có người tư duy đúng, có tâm xuất gia, có người khác phá hoại chuyện xuất gia người này, không để họ mãn nguyện, thì nhân duyên tội báo đó bắt đầu tăng trưởng cho đến 100 kiếp. Nói chung đó là những ai có tâm phá hoại, ngăn cản người khác xuất gia thì mãi mãi người đó không bao giờ thấy được chánh pháp mà tu tập đến được giải thoát, mà thậm chí lại còn bị đọa vào những cái cảnh giới tối tăm của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, lại còn bị mù, không thể nào thấy được các cái chánh pháp của Đức Phật. Thí dụ như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, tức là 37 phẩm trợ đạo, pháp tu tập chính, không bao giờ thấy được. Mà người mà tu tập thấy được pháp có nghĩa rằng thấy được Như Lai, an trú được trong chánh pháp có nghĩa rằng là chúng ta đã có được cái sở đắc. Thì cái người mà ngăn cản người khác xuất gia, tức là che mờ cái mắt trí tuệ, đặc biệt là ngăn cản phá hoại những người đã từng xuất gia tu tập thanh tịnh, thì tội báo lại càng lớn hơn. Dân gian chúng ta nhiều khi chúng ta không có, chưa có đọc cái kinh này, chúng ta chỉ biết loáng thoáng nghe các thầy nói là mình mà phá tăng, không có cho tăng tu tập, phá ni không cho ni tu tập, thì cái tội báo nó lớn lắm, đọa địa ngục. Chúng ta chỉ biết chung chung thôi. Nhưng mà khi đọc kinh này là chúng ta thấy quả là ghê gớm nữa. Hồi đó thầy đi xuất gia thì có một thầy đó xuất gia cùng một thời với thầy, hot boy nha. Xuất gia phiền não quá, mấy đứa con gái cứ bu tới, thích nói chuyện với thầy, rồi nó tìm cách tìm cớ này kia, tặng quà tặng đồ cúng dường để tiếp cận với thầy. Thầy thấy phiền quá, bây giờ không biết phải làm sao, thầy đổi đi qua chùa khác. Thầy ở một cái chùa hoang vu hẻo lánh ở trong hốc Bà Tó, mấy cái con yêu nhện nhện nó cũng bu tới, nó thèm thịt đường tăng ghê lắm. Rồi thầy bỏ đó, thầy đi tới một cái chùa khác ở trong núi, thầy tu thầy nhập thất. Vậy mà nó cũng mò tới. Sau đó thầy trở về ở chung chùa với thầy. Thầy mới nói: Huynh ơi, tại cái nghiệp của Huynh là dính với mấy con yêu nhện nhện, bây giờ có đi đâu cũng bị dướng à, lo tu cho đàng hoàng, cho tử tế đi, kệ nó, nó muốn bu kệ nó. Đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân, tức là chúng ta cần gì mà bận lòng tới mấy cái chuyện đó. Chỉ cần cái tâm của chúng ta không vướng mắc bởi trần cảnh thì trần cảnh sẽ không chi phối mình. Đây là lời của Tổ Linh Hữu Dạy. Thầy nói như vậy cái không biết ổng suy nghĩ sao, ổng nói thôi được rồi tôi ở đây. Trời ơi, tối hôm đó bỗng dưng thầy nghe cái mùi thịt nướng. Thầy nói: Trời, nửa đêm ở đâu mà mùi thịt nướng ở trong chùa? Quý vị biết ổng làm gì không? Ổng lấy cái bằng ủi ổng ịn lên cái mặt ổng, tàn phá dung nhan cho xấu. Quá là can đảm, gan dễ sợ. Thầy là không bao giờ dám làm, tại vì mình đẹp mình đâu có tội. Thiệt. Nhưng mà phải nói một điều là đẹp quá đi tu cũng kẹt.
Tại vì thế gian này đó, cái xã hội, cái thời đại này là người ta bị sống, nó bị vướng vào cái âm thanh sắc tướng nhiều quá. Cho nên là bây giờ mình đi tu mà có ngoại hình dễ coi một chút là cũng kẹt á, cũng khó đó. Rồi biết đâu một lúc nào đó rồi mình bị mềm lòng rồi làm sao, phải không? Mấy đứa con đừng có tự tin lắm nha, chưa chắc đâu. Nó 70 chưa gọi là lành đó. Hồi xưa thầy mới ra Tòng Lâm tu học, trời, có một cái chuyện mà làm cho các tăng sinh trẻ mà rúng động đó, là có một vị thượng tọa giỏi lắm, 50 mấy tuổi, 55, 56 tuổi, giỏi lắm, thuyết kinh thuyết giáo rồi rất là hay, dạy học hay lắm, ngoại hình đẹp lắm. Đùng cái ra đời với con mắm đó, trời, làm cho mình bị sốc chứ. Trong lòng cứ suy nghĩ hoài, trời ơi, ổng tu tới cái mức đó, ổng ở chùa 30-40 năm rồi, bây giờ ổng còn lên đường nữa, mình làm sao đấy ta. Tự nhiên lúc này không có cái chuyện mà ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh nữa, cứ lo. Mà nhất là các thầy lớn an ủi động viên các tăng sinh đó, lúc đó trẻ trẻ không à, 19-20 tuổi, 21-22 tuổi thôi, trẻ trẻ thôi, cách đây 30 năm, không có thử được. Thì thưa với lại quý vị, cái chuyện xuất gia tu tập, ngoại hình, thực ra nó cũng là một điều mà chúng ta cần phải để ý. Khi mà chúng ta chưa có vững vàng đó, chúng ta chưa có cái phạm hạnh kiên cố, và xung quanh chúng ta chưa phải là một cái hội chúng tốt để bảo vệ cho mình, thì mình nên cẩn thận, tốt nhất là nên tránh. Nói cái ông thầy đó, ông dám lấy cái bằng uổng ịnh lên, thầy không có gì dám, can đảm quá, làm cái mặt của thầy chỗ nó phồng lên, nó dợp lên một cái thẹo bằng một cái bàn tay vậy nè, nguyên một cái bàn tay trên mặt vậy nè. Đố quý vị, sau khi tai nạn xảy ra, mấy con yêu nhện nhện nó còn bám hết, còn hết, cũng còn, mấy con nhện nhện già. Mấy cái con mắm trẻ là nó dạt hết, nó vì ngoại hình mà. Thì trong đó có mấy cô hơi lớn tuổi bắt đầu chăm sóc nó, trời ơi dại quá, làm vậy làm chi vậy. Rồi chăm sóc lo riết, trong đó có một bà tự nhiên phát sanh tình cảm, quỷ ma gì đâu. Già rồi, 50 mấy 60 tuổi rồi, mà trong khi cái ông này mới có 20 tuổi à. Mến lắm, mến mà tới mức ai cũng biết được là bà mến rất là đặc biệt đó. Rồi đọc bài ra cái trò nhận làm con nuôi, trời ơi, người ta bỏ cha bỏ mẹ đi tu, bà này bà vô duyên, bà vô bà nhận làm con nuôi. Ai mà đời mà xuất gia vài ba năm cái lòi ra bà mẹ nuôi, cái gì kỳ cục vậy. Vụ án này trong kinh không có, luật không có, không có cho phép. Mà một hai bả cái năn nỉ cho con nhận thầy làm con nuôi đi, cái ông thầy đó ông mắc cỡ, ông ngại quý vị, cuối cùng phải bỏ ông đi, ông đi nhập thất, đi tu luôn. Thầy có mấy cô học trò thầy ngoại hình cũng đẹp, đi tu rồi cạo đầu rồi, mặc dù cái đầu giống trái dừa khô rồi, nhưng mà nhìn cũng còn xuân sắc lắm. Đi qua bên Mỹ đó, đi qua giúp cho các sư huynh, tức là các ni sư lớn làm chùa bên đó, qua giúp. Thế là mấy anh thanh niên, nam cư sĩ cứ đi tới chùa để được nhìn sư cô đó. Sư cô đẹp quá mà. Rồi bằng mọi cách dụ con ta ra đời. Mấy cái thằng quỷ dịch này, ở ngoài bỏ hết người hay sao mà vô chùa đi kiếm, mà đi kiếm mối kiếm mang kỳ cục vậy. Tại vì có dịp mà thầy hỏi thăm, thầy hỏi thăm cái cô đó, Thì ni sư lớn đó, ni sư lớn mới kể lại, nó trời ơi, nó không có vượt qua được. Cuộc sống ở bên đây vật chất nhiều quá, rồi mấy anh chàng ngọt ngào quá,
dẻo miệng quá, nó chai lì quá, cuối cùng nó hốt mất. Ngay cả thời Đức Phật cũng vậy, những cái gì mà trong hoàng thân quốc thích đi xuất gia đó đa phần có ngoại hình đẹp, đặc biệt là các công chúa công đương rồi đi xuất gia. Thì trong đó có những người rất là nổi tiếng như Khema chẳng hạn, đi khất thực rất là phiền não. Hễ mà sư cô đó đi khất thực ở con đường nào là con đường đó y như rằng toàn bộ nam cư sĩ đứng để chờ xét bát. Xét bát xong làm bộ đụng tay sư cô một cái. Mệnh đây có không? Thời đại này có không? Có. Có mấy bà Phật tử đưa đồ cho mấy thầy, đưa đồ xong lợi dụng nắm tay thầy một cái. Nhiều bà như vậy đó. Vì cái sự kính mến thì không có nhất thiết phải đụng chạm vô các thầy, phải nắm tay làm gì. Nhiều bà nói thầy, thầy cho con nắm tay cái, thầy nó nắm tay thầy rồi bà có thành Phật không? Nếu bà thành Phật cho bà nắm liền đó. Không thành Phật thì thôi, nắm tay làm gì? Không nên. Nhưng mà quý vị thấy, cái đó là cái căn bệnh chung của chúng ta. Vì chúng ta là hữu tình chúng sanh, chúng ta sanh ở trong cái cõi dục này, căn bản là chúng ta có cái sự tham đắm. Mà chúng ta hữu tình là chúng ta có cái tình chấp. Chúng sanh có tình chấp cộng thêm cái sự tham đắm, cho nên phải nỗ lực tu tập rất là nhiều chúng ta mới vượt thoát được. Chứ nếu mà không tu tập ngon lành, xin lỗi, không thoát được đâu. Đó, vô ngồi bằng ăn thôi, cái món ngon nó nằm ở bên kia kìa, tức chết thì được, nó nằm cái góc đó. Họ làm sao? Mình phải thể hiện kỹ năng ăn chay trường, trường qua gấp. Cái đó cũng là tham đó, phải không? Cái ông quay phim mắc gì ông đứng cười hoài vậy? Cho nên mấy đứa con đừng có nghĩ là tham nhà lầu, tham xe hơi, tham gái đẹp, tham trai đẹp rồi kia mới là tham. Mà cái tham nó thấm đẫm ở trong hơi thở của mình, trong máu của mình, từng những cái chi tiết nhỏ. Tu chính là quán chiếu mấy cái đó. Cho nên mấy đứa con phải tận dụng cái thời gian 7 ngày ở đây để mà quán chiếu thực tại của mình. Chúng ta có phải là tham không? Chúng ta có phải là sân không? Chúng ta có phải là đăng si không? Thì tự nhiên chúng ta sẽ có thể gỡ mình ra khỏi cái vòng xoáy của tham sân si. Như thế các con sẽ được an lạc ở ngay nơi này, sẽ được giải thoát ngay nơi này. Rất tiếc là đã hết giờ, cho nên xin phép được hẹn dịp khác để trình bày tiếp. Một lần nữa rất là tán thán cái hạnh nguyện của tất cả các vị xuất gia gieo duyên trong khóa tu lần này. Thầy hy vọng rằng một ngày không xa, tâm nguyện của các con sẽ được thành hiện thực và sẽ được đứng ở trong hàng ngũ của tăng đoàn sống đời phạm hạnh, để chúng ta có thể làm gương cho tất cả những người khác, và đặc biệt đó là khuyến khích người khác tu xuất gia gieo duyên khi chưa có điều kiện xuất gia hẳn, và tuyệt đối không có ngăn cản người khác xuất gia và không phá hoại đời sống phạm hạnh thanh tịnh của người xuất gia. Xin tạm biệt. Mô Ni Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi pháp thoại đến đây đã được thành tựu viên mãn. Hơn 90 phút vừa qua, trên thượng tọa đã ban bố cho các giới tử những điều hay, những ý nghĩa sâu lắng về công hạnh của người xuất gia, làm tăng thêm những cái khao khát đi trên con đường giải thoát của các hành giả hôm nay. Chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa và thay mặt đại chúng kính chúc thượng tọa pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và mãi là ngọn đèn chiếu sáng trên con đường tu học của mọi Phật tử, mọi chúng sanh. Và giờ này kính mời thượng tọa cùng toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng.